Nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024, tôi xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các quý khách hàng, các đối tác cùng các thành viên của Đại gia đình Grandson Việt Nam. Chúc các quý khách hàng, các đối tác một năm kinh doanh mã đáo thành công. Chúc các thành viên Grandson Việt Nam và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chúc mừng năm mới!